Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nha. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình làm món bún bò gân nhé. Và để làm được món bún bò gân ngày hôm nay thì nguyên liệu của mình gồm có đây các bạn nha. Đây là nguyên liệu chính các bạn này, không thể thiếu nhé. Đó là thịt bò này, gân bò các bạn. Mình đã mua 1,5 kg này, về mình cũng cắt ngắn và rửa sạch rồi nhé. Đây là huyết bò các bạn này, mình có 500g này. Và đây là mình có hơn 1 ký bún nhé. Hôm nay mình ăn bún sợi nhỏ này. Và để nấu kèm thì có thơm này, sả này, hành tây này, còn ở đây là ớt này, hành củ này, hành lá, hoa tàu này, ngò mùi nhé, chanh, tỏi, hành tím này. Gia vị đấy các bạn, đây gia vị rất là đơn giản luôn. Mắm, bột ngọt, đường, dầu hạt điều, muối, hạt nêm và tiêu nhé. Còn đây là rổ rau sống này, cũng không thể thiếu các bạn nhé. Đấy, rau thơm các loại này, rau xà lách này, giá này, bắp chuối này. Rau thơm thì mình có là rau húng này, rau thơm, rau lá tiết tô này, kim giới, đó đủ các loại các bạn. Nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhé. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng với mình vào bếp này để làm món bún bò nhé. Bây giờ là mình tiến hành trần thịt bò các bạn này. Đây, mình có muối này, mình cho 1 muỗng muối vào nhé. Và ở trong đây thì mình có hành tím này, gừng mình cũng đã đập dập nhé. Sau đó là mình cho nước sôi vào, nước sôi mình cũng đã nấu sẵn này. Đó. Mình trần khoảng 2 phút nhé, sau đó là mình rửa lại nước lạnh này. Sau đó là mình đi hầm nhé. Thịt bò mà mình trần qua nước sôi này, hành tím này, gừng này, muối này thì sẽ không còn mùi tanh, mùi hôi của thịt nhé. Và ăn thì rất là thơm này, hợp vệ sinh nha các bạn. Đó, bây giờ là mình rửa lại bằng nước lạnh cho thật sạch. Thế là ok các bạn. Giờ thì mình cắt miếng thơm nhé. Và hành tây này, gừng, sả này, để mình cho vào nồi nước dùng nhé. Hành tây mình cắt đôi này, gừng thì mình cắt đôi, sau đó mình đập dập nhé. Đó, sả thì mình cũng đập dập lại nhé, cho vào nồi nước dùng cho nó thơm. Và thơm thì mình cũng cắt ra. Đây là phần gia vị mình cho vào nồi nước dùng này, để cho cái nồi nước dùng mình nó thơm ngon hơn các bạn này. Rồi các bạn theo mình nhé. Bây giờ là mình tiến hành hầm gân bò các bạn này, và mình cho gia vị vào nhé. Đó. Bây giờ thì mình cho hết thịt bò vào luôn nhé. Một nồi thịt bò chà ba lửa luôn các bạn nè. Đó, giờ là mình nêm gia vị luôn này, để cho gia vị nó thẩm thấu vào miếng thịt này, tí nữa ăn thì mới ngon được các bạn ạ. Đấy là mình cho 1 muỗng mắm nha, mình cho 1 muỗng đường này, gần 1 muỗng muối này, 1 muỗng cà phê bột ngọt này, 1,5 muỗng hạt nêm các bạn. Đó, còn tiêu thì mình bỏ sau nhé. Về phần gia vị là mình đã cho vào hết rồi các bạn này. Bây giờ là mình đậy vung lại, mình bắt đầu mình hầm nhé. Hầm cho đến khi là gân nó mềm, khoảng 45 phút các bạn này, thì lúc đó là mình sẽ được thưởng thức này. Giờ là mình đập hành, tỏi này, ớt này, đập sau đó là mình băm nhuyễn nhé. Đập dập và băm nhuyễn này. Thank you.
ớt, hành, tỏi này mình cũng đã băm xong này. Giờ mình đập sả này, sau đó là mình băm nhuyễn nhé. Sả thì mình lấy cái gốc để mình làm sa tế này, còn cái đầu thì mình cho vào nồi nước dùng. Giờ mình cắt này, các bạn mà thấy sả nhiều quá thì các bạn bớt lại nhé. Còn nhà mình ăn bún bò thì thích bỏ nhiều sả một tí cho nó thơm ngon các bạn. Cắt sau đó thì mình băm nhuyễn. Sả mình cũng đã băm xong rồi này, bây giờ là tiếp đến là mình cắt hành đò nữa các bạn. Mình cho cùng vào với hành với tỏi ớt luôn để mình làm sa tế này. Sa tế thì mình làm mà giả sử như mình ăn không hết đó các bạn thì mình cho vào tủ lạnh mình cất rồi sau mình ăn tiếp. Cuối cùng là mình cắt hành ngò này, ngò tàu nhé, ngò mùi và ngò tàu. Thịt bò thì mình cũng hầm được 30 phút rồi các bạn này. Bây giờ thì mình cho huyết vào luôn nha. Và mình đã gấp hết này, sả này, gừng này và hành tây ra rồi này. Và các cái gia vị thì cũng đã tiết ra hết dầu thơm rồi này. Lúc này thì mình gấp ra được rồi này. Đấy. Và bên đây thì mình cho một ít dầu vào chảo này. Và mình cho hành, tỏi, ớt, sả mình phi lên cho thơm nhé. Sả, hành, tỏi, ớt của mình bây giờ cũng đã vàng rồi nè. Và rất là thơm rồi nhé. Ngào ngạt luôn. Chịu hết nổi rồi. Và lúc này thì mình cũng cho dầu điều vào luôn này. Dầu màu điều này. Mình tự thắng luôn. Vậy là vị sa tế của mình đã xong nè. Rất là thơm, màu rất là đẹp này. Một nửa thì mình cho vào nồi nước dùng này. Và một nửa thì mình để ở ngoài này tí nữa. Ai ăn thì cho vào một tí cho nó thơm. Mình tắt lửa đây. Đấy, còn một nửa nữa mình cho vào nồi nước dùng luôn nha. Quá là hấp dẫn luôn. Đó. Quá tuyệt vời. Đây các bạn này, nồi gân bò của mình này. Đó. Chín rồi các bạn này. Đó, sau 45 phút thì giờ đã mềm lắm rồi. Ăn ngon lắm ở đây. Đó. Quá này hấp dẫn, quá là chất lượng luôn. Đó. Thế bây giờ là mình chỉ có nước. Cuối cùng là mình cho bún vào tô và thưởng thức nữa thôi. Là xong thôi. Thử. Mình đã nếm thử rồi các bạn nhé. Rất là vừa ăn này. Gia vị rất là vừa phải nhé. Còn bún thì mình cũng đã nhúng rồi này. Nhúng qua nước sôi các bạn ạ. Khi mua ở ngoài chợ về thì mình không biết họ để thời gian bao lâu nhé. Thì mình cứ nhúng lại bằng nước sôi đi để cho ăn cho nó yên tâm, hợp vệ sinh này. Thịt này, huyết này, nhiều thịt lắm các bạn ơi, ăn thoải mái luôn. Đó. Ở nhà thì mình cứ làm nhiều nhiều một tí này, xem nó cũng thích hơn và ăn này cũng ngon hơn. Đó, bây giờ mình cho tô thứ hai này. Chà ba lửa luôn. Quá trời thịt. Ai ăn bún gân bò không? 365 ship không đồng nào. Ngon ơi là ngon. Đấy, đã hai tô này. Và tô thứ ba.
cuối cùng là mình chế nước vào nữa này. Ngon ơi là ngon. Rồi mình cho hành này, mình cho một ít hành củ này, hành lá này, ngò tàu, ớt và chanh thì tí nữa cho sau. Đó, các bạn nhìn thấy đã đủ hấp dẫn chưa các bạn? À, tiêu này, đó, ngon ơi là ngon. Các bạn ơi, món gân bò của mình bây giờ cũng đã hoàn thành rồi này. Sau một lúc vào bếp thì bây giờ cũng đã được ăn rồi các bạn này. Đó quá. Ngày nào cũng 11 giờ các bạn. Ngày hôm nay cũng là 11 giờ rồi đây. Mời các bạn thưởng thức bún bò cùng gia đình mình nha. Mời các bạn thưởng thức món bún bò cùng gia đình mình nha. Mời các bạn ăn cùng với gia đình mình nha. Rau, rau sống là đủ các loại luôn anh. Nhìn rau sống thì đã hấp dẫn lắm rồi. Bắp chuối, có giá, có rau thơm. Bún ớt nhé. Ớt, nhà mình làm rất là nhiều ớt rồi nhưng mà vẫn ăn nhiều ớt các bạn. Nhưng mà đây là trái ớt lớn này, nó cũng không cay lắm. Nói chung là không cay, ít cay. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đảo đều lên. Tô bún bò hấp dẫn. Mình mà quay giấu mặt á thì mình quay được nhiều món hơn. Mình mỗi ngày mỗi món. Nhưng mà tình hình mà quay ngồi ăn như thế này thì tương tác với các bạn như thế này đấy, chắc là đi gặp lại nhiều các bạn ạ. Tại vì nhà mình bún, phở, bánh canh, nuôi, cháo là thường xuyên nên là sẽ bị lặp đi lặp lại các bạn. Mời mẹ ăn bún. Rồi, cả nhà mình ăn thôi nè. Mời các bạn thưởng thức nước cam với gia đình mình nhé. 1, 2, 3, vô. Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đội tuyển bóng đá Việt Nam ngày hôm qua đã thắng một cách rực rỡ các bạn. Ở Nha Trang nhà mình đi bão quá trời luôn, đường nghẹt luôn, mình cũng đi bão luôn, về không được luôn. Hai vợ chồng là mắc kẹt xe ở giữa đường. Trần Phú là phải đến 50 phút mới ra được khỏi đường Trần Phú các bạn, ngồi trong xe. Ngon, tuyệt vời. Bò giòn dai. Gân nào đối với gia đình mình những gân bò thích ăn lắm. Không biết là các bạn thế nào, nhưng nhà mình thích ăn gân bò hơn là thịt tái. Nấu nồi bún bò để ăn mừng đội tuyển Việt Nam mình chiến thắng rực rỡ. Năm nay Việt Nam mình đăng cai nhỉ. Trình ra tí này. Chua canh à, chua canh mặn ngọt thì các bạn cứ điều chỉnh nhé. Cho gia đình các bạn vừa ăn nhé, còn gia đình mình thì cay chua mặn ngọt thì là ăn được hết. Thank you.
cái đường Trần Phú nha mọi người, đường Trần Phú Nha Trang, đường biển đó các bạn, một chỗ đông lắm. Mình thấy là mọi người đi vẫn bình tĩnh trật tự các bạn nhé, chứ không có xô đẩy hay là rú ga hay là quá tăng động đâu. Trong công an, công an không phải dẹp đường lắm, được thế đi rất là văn minh. Nhà mình hồi tối làm cả nhà đi bão luôn, cái cổ vũ mừng quá. Tí hồi tối bị kẹt rồi nào tí. Kẹt ở quảng trường. Quảng trường luôn. Bố mẹ cũng kẹt tại quảng trường luôn. Không tiến không lùi. Bật máy lạnh ngồi trong xe mà 50 phút rồi. Thì gần mình giòn giòn thật thật, dai dai. Nhà mình ai cũng thích ăn gân. Bạn nào mà chưa nấu món bún bò gân như thế này thì thử nấu một lần các bạn nhé, theo cách của mình chia sẻ xem thử nó có ngon không. Nếu làm sẵn sa tế rồi thì nấu cũng nhanh nhỉ? Làm sẵn sa tế sau đó thì bỏ qua. Có lúc hầm gân bò 45 phút thì cho lên bếp mình hầm thôi, còn cũng không có gì vất vả, cũng không có gì là quá cầu kỳ cả. Làm thì đơn giản mà nguyên liệu thì dễ mua dễ tìm, ở đâu cũng có các bạn, chợ rồi siêu thị, chỉ có thịt bò với lại cân bò chứ cũng chẳng có cái gì ngoài cả, nên là dễ. Đậm đà vừa 50% nha. À, 1, 2, 3 Go! Xoay đi xoay lại nước cam, coca, Pepsi, bỏ húp. Còn nước dừa. Nước dừa. Còn nhà mình nha, nhà không muốn được bia, rượu các bạn. Thank you.
bắp bê. Hôm qua ở đường Trần Phú mà mọi người gieo hò thích ghê, không khí nó tưng bừng, nó vui như kiểu mà ngày hội á, đám cưới á các bạn. Mà họ cũng mở màn hình lớn nhé cho khách xem bóng đá trực tiếp luôn, chứ không có ca hát gì nữa hết à. Mọi người xem bóng đá quên cả ăn. Sướng quá. Nhớ thịt bò đã rồi. Dọn sạch sạch đó. Đừng nhanh nhé. Kết thúc buổi trưa ăn bún mừng chiến thắng Việt Nam thắng Thái Lan các bạn này. 1, 2, 3, vô! Rồi, ngon lắm rồi các bạn ạ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng đã no lắm rồi. Gia đình mình xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây nha. Nếu các bạn thấy cái video hôm nay thú vị á, thì các bạn hãy nhớ comment phía dưới, bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn ơi, video của mình đến đây thì cũng đã dài lắm rồi. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi hết clip của mình nha. Và mình chúc tất cả các bạn vào bếp làm thành công món bún bò gân nhé, thì gia đình mình được thưởng thức nha. Các bạn xem kênh của mình và cũng như video ngày hôm nay mình chia sẻ về món bún bò thì các bạn nhớ nhé, ấn chuông ở bên cạnh để tiện xem các tập mới nhất của mình nhé. Like, chia sẻ cho gia đình bạn bè cùng xem và cùng làm nha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn video sau nha. Tạm biệt các bạn.